cho nên là công thức bỏ đói mà tôi để hệ thống lên đó. Tức là từ 8 giờ tối cho tới 10 giờ là thực phẩm được tiêu hóa, từ 12 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng là gan mật làm công việc tẩy độc của mình, và 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là seton làm việc và nó đốt mỡ và nó bổ sung cho cái hai cái gluco thường ngày cho cái não của mình. Và những cái người bị tiểu đường sẽ thấy một điều kỳ diệu là đường huyết của mình từ từ ổn định và sẽ khỏi cái bệnh tiểu đường. Tiểu đường ngày trước bây giờ người ta cứ bị lệ thuộc suốt, người ta nói tiểu đường là phải bị suốt đời, không phải đâu, tại do cách ăn uống mình thôi. Khi mình điều chỉnh cái năng uống thì đường huyết sẽ lập tức ổn định. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.